Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sofit Gear Shop. Thì hôm nay mình sẽ tại Sofit Gear mình sẽ unbox sản phẩm Skill Candy Headspar Wireless cho các bạn xem nhé. Thì hiện tại là đây là sản phẩm Headspar Wireless với thời lượng pin trên hộp ghi thông số là 22 tiếng. Và tất nhiên là về Skull Candy thì sản phẩm Noise Isolating. Bạn có thể là Call Tracking and Volume Control. Có một điều đặc biệt ở Headspar là khi bạn sạc 10 phút thì mình có thể có 4 tiếng sử dụng pin, sử dụng tai nghe. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra ha. Thì đây là Headspar bên trong, đây là tai nghe. Nó có thể quay được 90 độ như bạn thấy. Và phụ kiện kèm theo là một cái hộp. Mình sẽ lấy lên. Có móng tay. Hộp phụ kiện kèm theo của Headspar. Để coi trong đây có gì. Gồm một cọng cáp sạc, dây sạc, và kèm theo đó là một dây hỗ trợ đeo dây headphone tai nghe khác, để khi mà bạn có xài hết pin á thì bạn có thể dùng dây phone này để cắm trực tiếp vào tai nghe. Và do cái Headspar này pin đến 22 tiếng nên cái tình trạng hết pin nó cũng rất là lâu ha. Thì Headspar nó còn cái tính nữa là bạn có thể gấp lại rất là nhỏ gọn khi mà mình có thể bỏ vô túi hoặc ba lô và khi đi du lịch. Ở đây có 3 nút điều khiển. Thứ nhất là volume nhỏ và lớn, nhỏ và lớn. Và đây là khởi động. Ok. Đây hai lỗ cắm này, một là cổng sạc và cổng connect với headphone cap. Hiện tại ở shop có hai màu đỏ và đen. Mọi chi tiết thì bạn xin liên hệ tới shop với địa chỉ là 494 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Bạn có thể truy cập vào website fitgearshop.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.